Hello anh em nha, tiếp tục nha anh em. Em quay clip sẵn để vừa qua em đăng với anh em chơi, tí nữa em lòi con xe em quay nữa. Thì video này là em lên sóng với anh em là hôm qua em bán cái mình sao rồi. Bây giờ em còn cái đầu đèn, cái mặt nạ, cái dè và cặp ốp dai của quay Thái 110 đời 2000 xanh ngọc. Nói chung là màu này đẹp dữ lắm, đẹp sơn zin nha anh em, sơn zin tem zin. Rồi phụ super cup thì hôm qua 6 cặp thì đã hết rồi. Giờ em mới lấy một thùng vậy được 5 cặp, rồi vẫn đang còn trong chương trình khuyến mãi đây anh em. Mới lấy một thùng thì được 5 cặp đó nè. Đó. Rồi, bán giao lưu với anh em chơi. Đó. Nói chung là có cái gì em tiếp anh em được em tiếp qua mùa lễ 2 tháng 9 ha. Tí nữa em chạy về quê à. Cuộc Super Cup 110 FI. Hệ cuộc này em bán nhiều quá đó, không có cần giới thiệu nhiều đâu. Hành trình phục là 3 tấc tư, bằng với phục quen 110 bằng với thuộc phục phu 1. Anh em gắn hầu như mấy cái dòng xe số phổ thông là ok hết. Giờ em nói nè, quen pha nè. Lốc trắng, lốc đen nè, quay Thái 110 nè, full chờ 1, full 2, full neo, full X, full mập, full LED. Đó, quay RS, quay RS, quay S 110, quay A gì đó gắn hết nha anh em. Còn nhúng ngon không ngon thì em bán nhiều lắm rồi, bán mấy trăm cặp, cả ngàn cặp rồi đâu cần nói nữa. Chân là chân sơn bạc nè, giữa là đen nè, trên là si gắn rim vẫn đẹp luôn. Đó. 750.000 cặp, qua tới thứ hai là về giá 850 ha. 750.000 một cặp, qua tới thứ hai là về giá 850. Ok, tiếp. Rồi, mình báo giá với anh em. Đầu đèn, mặt nạ, dè trước và cặp ốp dai này là giá 1.200.000, không bớt nha, hàng đẹp nha anh em. Rồi, vào đầu đèn nè. Đầu đèn nè. Đầu đèn đĩa nha anh em. Cái này á là người ta dán rồi, có gì về anh em lột ra anh em bắt cà na lại nha. Đầu đèn quay 110 xanh ngọc thắng đĩa. Sơn zin. Còn rất là khá nha anh em. Em quay kỹ nha anh em, có gì anh em coi ha. Đây anh em, đúng đời 2000 ha, Thái Honda. Đó. Bắt móc thì mình bao anh em là ok hết nha anh em. Bắt móc mình bao anh em ok hết. Dạ anh em chỉ việc lắp lên xe là xài thôi. Đây, mặt nạ đây anh em. Tem zin theo xe. Em xin theo xe, sơn zin rất là đẹp, 1.200.000 nha, full này là 1.200.000 nha, không có bớt nha anh em. Hàng đẹp thì giá đẹp, anh em về lên đĩa những món này, anh em về hai màu xanh đen là hết bài, bản chất nó là áo xanh đen nha anh em. Rồi về trước, về trước là sơn zin đẹp lắm, nó chỉ bị lỗi cái chỗ về sau nó chỉ bị lỗi cái chỗ về sau một xíu rồi anh em. Về trước thì sơn zin đẹp lắm, nó có trầy mỏ một xíu nhưng mà cái mỏ này anh em dán hình gì đó ok, em vệ sinh sạch sẽ hết trơn, anh em về việc lắp thôi. Đó. Lỗi đây nhẹ là không biết lúc quá trình vận chuyển nó cấn như cái gì nó tét đây hết, nó mất cái đây hết khúc lỗ nhỏ mà không sao đâu, cái giờ sao mà anh em. Rồi ốp dai nè anh em, ốp dai đĩa bao đẹp luôn nha, không gãy một bát nha anh em, không gãy một bát nào nha, đúng đời 2000. Rồi anh em nào chơi thì cứ alo của em, số điện thoại em 0865890158, số có Zalo có Facebook anh em cứ chat thoải mái, phương thức thanh toán bên em anh em chuyển khoản nha, bên đây là tồn nha anh em, bên đây là tồn nha. Rồi ok anh em, nguyên cơm lê này 1.200.000 đó. Rồi em chào anh em nha.